cú gì xuống cứ lên có khó khăn không? Rồi cũng có, chỉ có cái đi khó khăn. Buồn quá. Cái này gọi là đẩy cuộc sống lên á. Cảm giác sao? Dạ, nghe. Đi thử lại đi ạ. Nổ mát. Ừ. Khá đi ha. Đó. Cái vụ này dám hết thiệt lắm à. Lên rồi đi. Nói đây nè, đầu quên đi. Nói chứ cái chuyện gì mà cũng mổ cũng buồn lắm ha. Cái điều quan trọng nha em là em thả lỏng người ra nha. Rồi thả lỏng rồi hết. Rồi không nghĩ gì hết. Bây giờ là cõi này là cõi phiêu du rồi đó. Nha. Rồi xong rồi. Nghe sao? Nghe sao? Nghe cái gì không? Rắc này. Rắc không này. Mọi người biết gì không? Gãi xương rồi đó. Rồi, quay qua đây. Đi không? Cái cú này chưa? À, điểm rồi 1, rồi tới 3 phải không? Nghe tiếng chợ thứ ba nhiều bước luôn rồi. Chút xíu em phải coi anh nên mua cái cuốn gì đó, cái cuốn Cẩm Nang rồi về để mà học cái cách ăn uống rồi quay đầu lại đi. Rồi em ghế luôn đi. Chạy luôn này, chạy. Đây sao? Em khỏe. Em khỏe rồi ha. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186688 hoặc 0983-581-652.